Dạ, chào anh. À, dạ. Chào anh. Chào quý vị khán giả, tôi Nguyễn Đức An. Tôi giờ về hưu rồi. Dạ. Ở nhà trông con rồi. Ồ, tuyệt đấy. Bé ở nhà bao nhiêu tuổi rồi? Cháu hơn 3 tuổi. Hơn 3 tuổi. Đúng rồi. Bé trai hay bé gái anh? Bé gái. Ồ. Nó gái cưng lắm. Quấn ba nữa. Trời ơi. Tối ngày là nó cứ quấn. Ừ. Quấn. Vào mình đi đâu một cái là nó cứ hỏi là ba đi đâu đó. Đấy, lúc nào nó cũng phải bám, lúc nào nó cũng phải thấy mình. Cái lúc á mà anh biết tin là vợ mình có bầu, cái cảm xúc qua lúc đó như thế nào? Tôi cũng rất là mong có con. Tôi nhớ là cái ngày mà đi mua cái ống que để về thử đó. Tôi đi ra tiệm thuốc, tôi mua đâu cả chục que đó. Về thử cho bằng được, về thử cho bằng được. Thử lần nhất không được thì thử lần hai. Chỉ cần một cái thôi ông ơi. Nhưng mà chắc ăn trên giờ đó chắc ăn. Phát hiện là có hai gạch thì hai vợ chồng mừng lắm. Nhưng mà vừa lo vừa sợ. Cũng vui cũng có. Lo là làm sao mà trông con cho tốt, dạy con bằng cách nào. Vui là vì giờ là mình có một cái gia đình, có vợ, có con. Và mình nhìn tới tương lai của mình, thấy như vậy là đã thấy hạnh phúc rồi. Đây là cháu đầu tiên của anh? Cháu đầu tiên với Thảo. Nghe tin rất mừng lắm. Trước đó thì tôi cũng có hai đứa bé, hai yeah. gái. Mà bây giờ hiện giờ nó đang sống ở bên Mỹ. Dạ yeah. Trong cái quá trình mà là chăm sóc vợ á, anh có gặp khó khăn gì không? Chị có ốm ngén hay là tính tình chị có thay đổi gì không mà? Cũng có một phần. Không có bị ngén hay là bị thèm cái gì đó. Họ lại nhõng nhẽo gì cả. Tôi nghĩ là người chồng phải hiểu là những cái vô lý của một người phụ nữ khi mang thai. Khi mà có một sinh linh khác ở trong cơ thể mình, bây giờ nó quyết định là mình ăn cái gì hay là mình không ăn cái gì. Chính bé quyết định chứ đâu phải người vợ. Ăn vô không thích là ói ra. Một cái sinh linh mà chưa biết nói, chưa biết gì nhưng mà nó đã tỏ ra cái ý muốn. Và người mẹ thương con là phải chiều con thế đó. Lúc mà mang thai thì Thảo lại đi quay phim. Đang trong cái giữa đoạn quay phim cho nên rất là bận. Cái thời gian đó thì tôi cũng đi với Thảo suốt, đưa Thảo đi thăm phim. Ồ, giống như là trợ lý luôn. Gần giống như là, có lẽ là gần giống như là chăm con bây giờ. Phải lo cho ăn uống cái gì, rồi sao cho dinh dưỡng đầy đủ. Có một cái món ăn nào đó mà là chị đặc biệt thích không? Thảo thì luôn luôn thích mắm. Tôi thì tôi hạn chế cho ăn mắm. Thì vì ăn mặn quá thì mang thai mang bầu những cái đó không có tốt cho dinh dưỡng cho con. Thì tôi cho ăn những rau nhiều này, chất đạm nhiều, nguyên chất có xơ nhiều, tốt cho người phụ nữ. Và trái cây nhiều. Thảo trong thời gian mang thai rất là khỏe. Còn lên cân được nhiều, rất là nhiều nữa. Bác sĩ lúc đó bác sĩ nói là phải chậm mọi thứ lại. Tại vì nếu mà chứ 1kg lên cân á, thì rất là khó để mà xuống. Chị nhà anh Đức Huy cũng vậy đó. Thương chồng lắm, không ngán gì trơ trội luôn. Cái những cái ngày mà về sau này đó, sắp sửa sinh á, Thảo rất là nặng nề, cảm thấy nặng nề, khó chịu, mệt mỏi, rồi đau lưng, rồi than phiền suốt tối ngày. Tôi rất là mong muốn là Thảo sanh sớm. Và Thảo cũng vậy, nói khi nào nói với chịu ra, khi nào nói với chịu ra. Tôi nghĩ là những người phụ nữ khi mà mang bầu đó thì hay suy nghĩ nhiều lắm. Một trong những cái mà quan tâm là bị lên cân. Có không anh? Có. Lên cân nhiều đó. Và sợ xấu. Xấu thì sợ là chồng bớt thương. Vậy thì là trong cái quá trình mà là sinh nở á, là chị sinh phải gọi là thuận lợi không anh? Thảo đó bụng rồi đi tới nhà thương. Bác sĩ lại cho đi về. Nói là chưa đủ. Rồi về một đêm rồi ngủ xong rồi lại đau nữa. Rồi lại vô nhà thương nữa. Thì lần này thì bác sĩ cho sinh. Mà hành trình khoảng 8 tiếng. Thảo sinh cũng dễ. 2 giờ chiều là bé chào đời. Mẹ tròn con vuông. Mẹ tròn con vuông. Hạnh phúc. Chăm vợ là một chuyện rồi, còn chăm con là như thế nào anh? Chăm con cái thời ban đầu đó, lúc mà mới sinh còn bé đó, rất là khó. Cái lúc đầu thì Thảo phải chịu trách nhiệm hết, là chăm con cho nó ăn, chăm sóc đầy đủ. Tại vì con nít mà nó khóc,
khóc không cần lý do. Nó đòi hỏi cái này đòi hỏi cái kia mà miệng nó lớn lắm. Tôi nghĩ là đàn ông rất là khó chịu những tiếng khóc rất là lớn. Tôi nghe những cái đó chịu không nổi, nhưng mà mẹ nó chịu nổi. Tôi dần dần lớn lên á thì tôi với thế vai trò đó cho nó ăn uống, cho nó tắm rửa, cho nó chơi. Thì Thảo bây giờ tương đối là coi như là rất là khỏe, không có cần phải chăm con nhiều. Lâu lâu nó nhớ thì nó đến thấy mẹ, mẹ thương đó. Thì vậy thôi, còn đi đâu giờ nó cũng là ba. Tên cháu là gì ạ? Ở nhà gọi là bồ câu. Bồ câu, tôi thích cái bồ câu lắm, tại vì nó tượng trưng cho một cái gì rất là bình an, hòa bình mà. Em thì em cũng thích như vậy, cái tên rất là hay. Bồ câu muốn cái này, bồ câu muốn cái kia, cái gì cũng một hai chữ bồ câu. Tôi nghĩ là ai mà tên bồ câu đều đẹp hết. Dạ đúng, rất em thấy đẹp mà. Nhưng mà giữ thì chắc có giữ đấy. Từ cháu ở nhà nó rất là giữ. Ngày xưa lúc mà có bầu thì Thảo đi đóng phim. Thì bây giờ bé đó có lẽ là đóng phim rất là giỏi. Ở nhà đóng phim rất là giỏi. Giỏi đến độ mà vợ anh phải nói là anh đừng có tin á. Anh đừng có nghe nó đang dụ anh đó. Nó đang có năng khiếu. Ôn lắm. Nó có năng khiếu từ lúc nhỏ, anh nói đúng. Vâng. Hầu như là tất cả mọi thứ là lúc đó là anh thầu luôn. Bây giờ là coi như là tôi thầu 80% rồi. Còn lúc mà nó chỉ muốn mẹ nó là khi mà lên giường ngủ. Đó là lúc đó là nhớ mẹ, là ôm mẹ rồi nằm ngủ trong, bắt buộc là phải nằm ngủ trong tay mẹ. Thương ba đến đâu thương, không thèm lúc đó mà. Nhiều khi tôi ban đêm muốn ôm nó ngủ, thèm lắm. Ôm nó ngủ không, nó đẩy ra, nó luôn luôn là tới mẹ ôm mẹ. Có bao giờ là anh thử ôm mẹ rồi để cho ráng sao mà ôm luôn được cho hai mẹ con không? Không biết bé của anh sao. Chưa, tự dụ như là mẹ là của nó, mà ba cũng là của nó. Nhưng mà ba mẹ mà cầm tay á, thân mật với nhau là không được. Gì kỳ vậy? Là sao? Đấy. Tức là nó ích kỷ theo nó. Con tôi nó nói là mẹ của Mimi mà. Đúng. Ba của Mimi mà. Nhưng mà ba đụng đến mẹ thì là nó là chỉ một triết lý thôi. Mẹ của Mimi mà, không ai đụng đến. Ồ, vậy là giống như là tự nhiên cái mình bị ghen ngược hả anh? Đúng rồi. Đúng rồi. Xác định ranh giới rõ ràng. Nó đóng kịch rất là giỏi nữa đó. Nói như vậy nhưng mà nó lại dụ mình. Nó hỏi là ba có muốn cầm tay mẹ không? Mẹ có muốn cầm tay ba không? Nó không. Nó nói ba cầm muốn đi. Cầm tay mẹ dụ mình vừa rồi. Cầm một cái là nó hét. Nó hét. Nó chơi tâm lý ngược đó, nó chơi tâm lý ngược. Nó đóng rất là giỏi. Sao đau tim quá. Như là mỗi ngày là sẽ có một cái câu chuyện, mà câu chuyện không phải là đến từ hai vợ chồng mà là đến từ đứa con. Còn nít nó lớn không phải mỗi ngày nữa mà nó mỗi giờ. Nó ngủ dậy là hoàn toàn khác nhau. Có một cái mẫu số chung nào đó trong cái vấn đề là mình dạy con không? Con trai dạy kiểu khác, con gái dạy kiểu khác. Con trai con gái không thành vấn đề, tại vì mỗi cá thể là một cái thế giới riêng. Nhiều khi con trai nhưng mà nó lại không thích bạo động thì nó có vẻ như là con gái, hoặc là con gái nhưng mà nó rất là mạnh mẽ, đúng không? Con gái của em đó là rất thích chơi những đồ mà của con trai. Đấy. Xe nè, xe tăng, không chơi búp bê. Không chơi búp bê. Đó, rất cá tính. Trai à, lúc đó thì anh nghĩ là mình phải tùy cái đối tượng mà mình đối xử, chứ bây giờ mà mình lại mang ký niệm không, mày là con trai là dạy là không được rồi. Em thấy nó rất là cá tính quá, cho nên em là phải rèn luyện cho nó thành là giống như là con trai luôn. Đúng, bây giờ giỏi cái gì đó, ví dụ như là bên Mỹ đó, nhiều người viết tay trái lắm, nhưng mà nếu mà gặp bố mẹ Việt Nam, không được, mày phải viết tay phải cho tao. Tại vì sao? Tại vì ai cũng viết tay phải cả. Ai là ai? Thì đó mày thấy ai là ai, tất cả mọi người với ai. Lúc đầu thì bé nó cũng viết tay trái đó anh. Nó tự động, về sau nó lại đổi tay phải. Nó tự động. Thường thường á, ở trong gia đình á, luôn luôn có người đóng giá. Người này la là cũng chạy một người kia rồi. Đúng rồi. Như là la con kìa. Vậy thì là trong nhà là ai đóng vai ác, ai đóng vai hiền anh? Nhà tôi là phải thay đổi. Thì dù có chuyện gì đó là tôi bực á, rồi là tôi la nó, thì tôi là ác. Mẹ là vai là đến đây mẹ thương. Nhưng ngược lại khi mà mẹ la thì ba ôm mới thương. Nó khôn lắm. Mình phải thay đổi, chứ không thể nào để một đứa trẻ nó nghĩ xấu về một người nào được. Tôi đó thì tôi xin chia sẻ đó là tôi không cho phép con tôi đoán được tôi. Tức là nhiều khi tôi rất dễ thương, tôi hiền là, nhưng mà đột nhiên cái là tôi bắt úp mặt vào tường. Nó không biết, nó không đoán được. Chứ còn nếu mà khi nó đoán được mình, nó bắt bài thôi, thua. Tôi thấy sách vở là cái tốt mà để mình học. Nhưng mà có lẽ là
khi mà nuôi con á, mỗi đứa trẻ một khác nhau và mình phải đi theo nó và rèn luyện và nắn từng cái một. Và sách vở lúc đó là không còn áp dụng được nữa. Nuôi con nó rất là khó phải không anh? Cơ ứng biến. Thì tôi thích cái câu mà người ta bảo là hãy trôi với dòng sông. Tôi đó, tôi thích chụp ảnh lắm, nhất là chụp ảnh con nít. Thế nhưng mà nó cũng giống như là nói chuyện với con nít. Nếu muốn chụp cho nó đẹp là mình phải ngang cái tầm nhìn của nó. Lúc đó mình phải lại ngồi xuống nói chuyện với bé để mà bé mắt ngang mình. Cũng như mình chụp thì mình thấp xuống thế, thì nó có những ảnh đẹp. Còn nếu bây giờ mình lấy cái uy của mình, người đứng trên mà chụp xuống thì nó luôn luôn có một cái khoảng cách. Hỏi tại sao lại không quấn ba mà chỉ quấn với mẹ? Tại vì ba nghiêm quá, ba khó lại gần quá. Thế thì bây giờ chúng ta phải sống dễ một tí để mà cho con nít đừng có sợ, nhất là mấy người lớn tuổi đó. Ôi rồi lại ông lại bạn mà khó lắm, cấm tù luôn không được. Như câu nói đúng là phải làm bạn đó đấy, phải làm bạn của nó. Người ta đã từng áp dụng cái phương pháp đó rất là thành công rồi, nói ra nhưng mà lại em thấy đa phần luôn á là các ông bố bà mẹ ở thời điểm hiện tại 70% luôn là đều phản bác là nếu như mà là chiều nó như vậy thì là nó sẽ hư. Tại vì là mình đang ở trên cái trách nhiệm là ông bố và bà mẹ, là mình phải chỉ cho nó cái nào là đúng, cái nào là sai, và nó không được cãi mình. Ông bố bà mẹ nào trên thế giới này dám nói là lúc nào tôi cũng đúng? Xin trả lời tôi đi. Còn nếu mà quý vị bảo là ô tôi đúng thì quý vị đang lừa quý vị. Quý vị biết là mình rất nhiều sai lầm, rất nhiều yếu kém. Thế thì bây giờ phải dạy cho con mình biết là yếu kém và sai lầm là một phần của cái sự mà lớn lên. Chúng ta học ở đó. Em thấy bản thân mình nhận sai đó, rất là hiếm. Khó lắm mà. Khó lắm. Em thấy giống như là người ta rất là sợ sai. Thậm chí là đôi lúc người ta để cái tôi của mình lớn lên á, nó khiến người ta tôi đúng nhưng mà là tôi không bao giờ sai. Đúng rồi.